Có ai đời ngồi coi iPad kiểu này không? Hả? Có ai đời không? Bình yên mà ngồi dưới không chịu đi leo lên bàn ngồi vậy đó. Có được không? Chỗ này không ngồi, chỗ này không ngồi, leo lên tới đây cầm iPad ngồi. Ưng cực vậy đó. Còn có ai đời mang vớ mà như mang đôi vớ này vớ kia không? Mẹ mang cho chay chay. Daddy đâu? Đâu có, Daddy đi làm chưa về? Ba đi làm chưa về? Con có nhớ ba không? Ủa, biết té sao còn làm? Con có coi kìa, trời ơi trời. Nó sạch sẽ dễ sợ không? Biết biết té sao còn làm? Thì mày vô mày dẫn chơi đi chơi tắm rửa thay đồ nha. Con Jun, nó là con Jun. Nó là con Jun, dơ quá Jun ơi Jun. Để mẹ đi quét nhà nè. Đó, xin chào cô chú. Hôm nay chị đang ăn chuối. Chị mời cô chú chưa? Chuối ngon không con? Ngon không con? Đây, chuối ngon không? Có cái cheesecake ở đây ngon mà không chịu ăn. Đây này dở ghê luôn. Đây. Ngon quá. Đó. Đố cô chú giờ này á, mấy giờ? Nói ra chắc cô chú hết hồn. Hiện tại bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng. Tại vì hôm qua chay ngủ lúc 5 giờ chiều. 5 giờ chiều cho tới 2 giờ rưỡi sáng. Là vẫn còn bị trái giờ đó cô chú. Vẫn còn bị trái giờ trái giấc. Chay đói bụng rồi ăn chuối. Đưa quá trời đồ ăn luôn, hỏi ăn gì ăn chuối. Ăn này được không con? Không à. À ý là con lấy con có chuối rồi hả? Ôi ôi giỏi chưa? Ăn chuối đi xong chút mày gọt dưa hấu cho con ăn nha. Này mày khăn tay áo nè. Mẹ sẽ trộn. Mẹ sẽ cho con hả? Rồi. Con nói cảm ơn mẹ. Đúng rồi. Con có mời cô chú chưa? Hello, con nói xin chào. Đau. Đau đâu? Ồ, đau đây hả? À, đây nữa nè. Đây nữa nè. Con xin chào đi, con xin chào. Xin chào. Đúng rồi. Mà chơi là tối hôm qua chơi ngủ ngon không? Ngủ ngon không? Ngon. Dạ ngon. Được đời không? Nói cho cô chú không tin. 2 giờ 40 phút sáng nè. Đó, hai mẹ con y như là giờ sống y như là cái gì đó. Ngủ ngày hả? Thức đêm ngủ ngày. Giờ gọi cho ngoại nè. Sao dơ hả? Chút nữa đưa tay. Ủa bánh cheesecake mày ngon ghê mà con cháy không chịu ăn thôi. Đó cô chú ơi, giờ cháy xây nhà nè cô chú nè. Cứ ngồi chơi xây nhà vậy đó. Chay hồi nãy ai kêu con úp mặt vô tường? Hả? Hồi nãy ai kêu con úp mặt vô tường? Con nói cô chú nghe coi. Ai? Đó, tự mình xây. Chút nữa xây lên đẹp lắm cô chú. Chút nữa mà có được cái thành quả rồi Ngọc quay cho cô chú coi. Thấy chay ha? Dạ đi con. Cố gắng xây nhà đẹp nha. Cố gắng xây nhà đẹp cho mẹ ở nha. Dạ đi con. Dạ. Giỏi. Nó nghe mình nói hết đó. Mình giỡn nó đâu. Gì con? À nè nè cô chú, nó nói nè cô chú. Thấy chưa? Cô chú thấy xây xây nhà chưa?
Đó, không được là người ta lỡ ra, người ta bỏ khác vô. Người ta không có cái tư duy sáng tạo lắm nữa. Wow, thấy chưa? Con chỉ cho cô chú làm nha. Đúng rồi. Ừ. Trời, từ 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 mình làm, từ mình vỗ tay khen mình luôn bây giờ. Hơi mỏ rồi. Chà, sao con nhà có kiến trúc dữ. Màu đó màu gì á? White. Không được. Không được, tại vì cái này là nó không có trùng khớp. Con lấy cái khác đi. Cái này là của cái miếng khác rồi chứ không phải miếng đó. Khác đây đâu đó con. Đó. Cô chú thấy chơi chơi say chưa? Làm hân hồi hộp không? Quá. Coi chừng đổ nha. Giỏi. À, trời trời trời. Té rồi hả? Mình sao chơi làm té vậy? Xây nhà mà cho sao để sập nhà? Good morning, Jady. Chào buổi sáng cô chú chưa? Chào buổi sáng cho con cái tay cái bàn tay dịch nhịp rồi có được không? Xuống hả? Xuống hả? Xuống hả gì? Oops. Đau quá. Đi đâu? Đi chơi hả? Trời ơi, mới sáng sớm ngủ dậy rồi đi chơi liền tại gái trong lưới gì mà ham chơi dữ vậy tại. Cuối cùng hôm nay chúng ta đã thấy được ánh nắng. Hả? Xong rồi. Xong rồi gì? À, tắm xong rồi hả? À, cũng muốn tắm ở ngoài cái sông á hả? Tắm xong không? Tắm không? Cởi 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 đồ ra đi tắm. Đi. Trời ơi quá cởi luôn. Có được đời với ba không? Lạnh á. Lạnh lắm á. Lạnh lắm á, thôi đừng cởi. Cái đó cái gì đó? Cái đó cái gì đó? Thuốc bảo. Mô gì? Mô Phật. Mô Phật. Cô hung bà mô Phật miếng ai? Rồi để bà lên. Đã chưa? Oh, tiger hả? Tiger là con hổ đó cô chú. Con lân. Yeah. Lân. Yeah. Lân. Yeah. Không phải ghê ghê. Yeah. Không phải ghê ghê con lân. Yeah. Không phải ghê ghê. Cà. Cảm ơn. Hả? Trước cảm ơn. Con nói gì mẹ không hiểu. Mà giờ con ăn gì nè? Con ăn trứng không? Mày làm trứng cho chay ăn nha. JD, you want some eggs? Con muốn ăn gì? Sáng nay con muốn ăn gì? Nước. Nước gì? Nước đổ rồi. Nước đổ à hả? Hôn bà phẹt miếng coi. Hôn mô phẹt miếng đi. Chỗ thường à? Đó, đó, thấy chưa? Mà con sáng nay con muốn ăn cái gì? Con ăn cái gì? Trứng. Ăn trứng nha. Một, hai, ba, nốt mười. Bây giờ mày làm trứng cho cha ăn nha. Dạ đi con. Dạ đi. Một. Mày làm trứng cho cha ăn nha. Dạ đi. Rồi. Dạ cô chú. Khoái cái bộ đồ này, ăn là cái mặt bộ đồ này biết luôn cô chú ơi. Chơi chơi chơi, nhìn này chơi. Chơi, nhìn nè. À, khoái cái tự nhiên tự tự lấy đồ vô kêu mẹ mặc đồ rồi cái tự hát jingle bell jingle all the way có được không? Cái gì vậy? Dạ.
Dơ dơ ai bưởng đi dơ dơ mà con đụng lên chi vậy? Wow, chi nhìn chi nè. À, trong trong rất nhiều. Mặc áo rồi. Mặc áo rồi hả? Áo gì á? Áo Jingle Bell à? À trời ơi, con chi chi đâu mất tiêu. Cái con chi chi đâu mất tiêu. À trời. Coi đó kìa. Katie, you're so silly, Katie. Coi kìa. Được không? À, Jingle Bell, Jingle All The Way đâu? Rồi nắng lên. Rồi nắng lên, coi trong chai có đứt. Coi. Rồi tự đeo đi. Hiểu chưa? Tự đội, đó. Thấy chưa, đâu có đội được đâu. Trong chai rất gì và này nọ luôn á. Wow, Jingle Bell, Jingle All The Way. Dữ chưa, dữ chưa. Quá, dữ chưa, quá luôn. Thế mẹ lấy ra, mẹ ngồi cho, làm cho. Thắng cái áo lên. Ta kia. Rồi ăn đi bà già Noel. Bà già Noel này trông rất gì bà này nọ luôn á. Hai miếng nhỏ. Con này hả? Dạ đi con. Dạ. Rồi, ngon con? Ừ. Ngon lắm hả? Nóng hả? Nóng mà thổi con. Ai làm cho con á? Ở đây. Ai làm trứng cho chay á? Ừ. Mẹ làm. Con nói mẹ, con nói đi mẹ làm. Yeah. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Dạ. Không, để từ từ ăn xong đi rồi ăn bánh đó sao. Cảm ơn mẹ. Con biết rồi. Ai? Bé rồi. À, em bé ngồi hả? Dỗ chưa? Có ăn dỗ chưa? Tốt. Ngon con? Ừ. Dạ ngon mẹ. Nói đi con, dạ ngon.